You are, mình đọc là you're right. Cậu nói đúng rồi đó. Okay, so thì mình phải đổi vai. Đây đâu không phải là một cuộc phỏng vấn, mà đây là một cái cuộc trò chuyện. Do đó không phải sinh viên A hỏi không, rồi B trả lời không, mà phải có sự xen kẽ. Do đó tới phiên của em á, em sẽ nói là sao đây. How about the two duties of a farmer. Thay vì em hỏi can you tell me the duty of a farmer thì nó bị lặp lại cái cấu trúc đầu tiên. Do đó em phải hỏi là how about hoặc là what about. Thế thì sao? How about the duties of the farmer? Thế còn trách nhiệm của người nông dân thì sao nè? Okay, so I am a student number one. I can tell you. Cô đúng bài trò là người học trò thứ nhất. Cô thể nói cho em biết. A farmer has to construct irrigation system and apply the new farming techniques. Is it right? Một người nông dân là phải áp dụng công nghệ nông nghiệp mới, đồng thời là xây dựng ra hệ thống tưới tiêu. Ok, nào tương tự như vậy, các em cứ trò chuyện về nghề doctor, nghề bác sĩ nào. Nghề farmer, nông dân, a tour guide, hướng dẫn viên du lịch, or a writer. Ok, so remember, listen and say. Hãy nhớ lại, hãy nghe cô hỏi cái gì và trả lời cái đó nhé. Ok, hey, can you tell me the duty of a writer? Your turn. Oh, really? What else? You. Yeah, that's very interesting. Okay, do you know the duty of a tour guide? You. Yeah, that's interesting. Okay, do you want to become a tour guide? Em có muốn trở thành tour guide hay không? Như vậy, các em cứ trò chuyện. Mình có thể đóng vừa vai A vừa vai B cũng được. Okay, so I give you example. I am a student A and student B. Okay, hey, can you tell me the duty of a farmer? So I say, yeah. A farmer can apply the new farming techniques, and after that, he can construct the irrigation system. Really? Yeah. How about the duty of a tour guide? Yeah, a tour guide. A tour guide take people to the places of interest, and after that, find out and look for the good and the safe hotel for the customer. Yeah, you are right. Okay, như vậy, tương tự, các em cứ làm giống như cô như vậy. Tại vì khi mà các em học, tự học ở nhà thì chỉ có mình mà thôi. Do đó các em có thể tưởng tượng ra em là hai người. Okay, now we move to the next. That's number two. Work in pairs. Làm việc theo cặp. Discuss which of the job in the column A you would or would not like to do. Em hãy ngó vô những cái công việc ở bên cái cột A. Công việc này em thích làm và không thích làm. Explain why or why not. Hãy giải thích tại sao thích làm và không thích làm. You can use the clues in the column B. Và các em có thể sử dụng những manh mối ở trong cái cột B như sau. Okay, so column A, the job. Column B, it means activity. Cột B là những tính từ để tính từ tích cực, tính từ tiêu cực để nói thích và tại sao thích, không thích, tại sao không thích. Okay, number one, pilot, phi công. Number two, waiter, bồi bàn. Number three, taxi driver, tài xế taxi. Number four, electrician, thợ điện. Number five, policeman, cảnh sát. Number six, journalist, phóng viên. Number seven, hotel receptionist, tiếp tân ở khách sạn. Number eight, computer programmer, lập trình viên vi tính. Okay, now listen and repeat. Pilot, waiter, taxi driver, electrician, policeman, journalist, hotel receptionist,
computer programmer. Okay, now you look at column B, acheter, positive, acheter, and negative, acheter. Tính từ tích cực và tính từ tiêu cực. Boring, chán ngắt, chán phèo, hoặc là từ của các em đó là chán thế bà cố, đúng không? Okay, boring. Rewarding, it means đầy tưởng thưởng, đầy niềm vui. Rewarding là vui. Difficult, khó khăn. Interesting, thật là thú vị. Fascinating, fascinating, thật là hấp dẫn. Dangerous, nguy hiểm. Challenging, đầy tính thử thách. And fantastic, fantastic means wonderful, mà từ Việt Nam của các em đó là tuyệt vời, tuyệt của mèo. Okay, now repeat after me. Boring, rewarding, difficult, interesting, fascinating, fascinating, dangerous, dangerous, challenging, challenging, fantastic, fantastic. Ok, như vậy qua cái cột A và cột B, các em có thể chọn một cái nghề mà mình thích và nói lý do, chọn tính tích từ tích cực để nói lý do tại sao mình thích. Và cái nghề mà mình không thích thì mình lấy cái tính tính từ á, mình bỏ vào để phản đối lại không thích cái nghề đó. Ok, now you look at example. Các em nhìn vào ví dụ đây. Ok, so student number one, which job would you like to do in the future? Mình có thể thêm in the future. Ủa, bạn thích làm nghề gì trong tương lai vậy? Student number two will say, yeah, I would like to work as. Tôi muốn làm việc như là cái nghề này nè. A doctor, trở thành một bác sĩ. Yeah, why? Sao? Tại sao? Well, working as a doctor would be a job. Như vậy chỗ này nó còn thiếu một tính từ. Cái bạn đó chọn là nghề bác sĩ thì bạn trả lời, à, làm việc như là một nghề bác sĩ, còn có thể là làm bác sĩ, đó là một cái nghề fascinating. Tại bạn này thích mà, do đó bạn nói nghề này rất là hấp dẫn. Because I would have a chance. Chance is mean dịp, cơ hội. Bởi vì tôi có dịp, có cơ hội. Để làm cái gì? Em nhớ lại trách nhiệm ở cái bài task number one mà mình đã làm rồi. Trách nhiệm của bác sĩ, trách nhiệm của nông dân, trách nhiệm của tour guide và trách nhiệm của writer. Yeah, I would have a chance to take care of people's health. Tôi có được cơ hội để mà chăm sóc sức khỏe của con người. How about you? Thế còn bạn thì sao? Bạn thích nghề gì? Ok. Tại đây là discuss mà các bạn, do đó hỏi qua hỏi lại, hỏi qua hỏi lại. I would like to work as a journalist. Tôi muốn làm việc như là một cái nghề phóng viên. Hoặc là em có thể nói là tôi muốn trở thành phóng viên. Because this job is very. Bởi vì công việc này rất. Ok. So you choose to actually challenging and interesting. Bởi công việc làm phóng viên rất là thử thách và thú vị. Có đúng không các em? Làm phóng viên rất là thử thách, bởi vì các em phải rong ruổi đây đó và thu thập được thông tin dữ liệu nào mà mới nhất. Ok. But tại vì cái đề tài của cho nó thích và không thích. Như vậy mình không thích thì mình phải but, dùng chữ but liên từ. Nhưng mà, nhưng mà có nghĩa là mình đang ám chỉ cái nghề của bạn đang chọn là phóng viên đó. Challenging and interesting, you say. It's very dangerous. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Yes. So you say here. Khi em nói, một khi em đã nói nguy hiểm thì em phải đưa ra một cái lý.